Mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Thanh Kiều để hiểu rõ hơn về việc cấy ghép tim thưa quý vị. Xin chào bác sĩ ạ. Chào Diễm Loan, chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Thưa bác sĩ, cấy ghép tim là gì thưa bác sĩ? Cấy ghép tim đó là mình lấy cái trái tim của người cho mình gắn vô cho cái người có cái tim mà bệnh cần phải thay thế thì gọi là ghép tim. Và những chỉ định cũng như là chống chỉ định đối với trường hợp cấy ghép tim là gì thưa bác sĩ? Bệnh nhân suy tim ở giai đoạn cuối do các cái bệnh lý như là bệnh cơ tim giãn nở, suy tim ở giai đoạn cuối do các cái bệnh lý như là bệnh cơ tim giãn nở, vô căn, bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ, sau khi đã điều trị can thiệp nong đặt stent mổ bắt cầu mạch vành rồi nhưng bệnh nhân vẫn suy tim không hồi phục, hoặc là bệnh nhân có bệnh van tim đã được mổ và sửa hoặc là thay van tim rồi, tuy nhiên cái chức năng tim của bệnh nhân không hồi phục, bệnh nhân vẫn tiến triển đến suy tim giai đoạn cuối, hoặc là những cái trường hợp bệnh nhân bị rối loạn nhịp và sau cùng là những người đã được ghép tim rồi và cái tim đó bị thải loại đi thì bệnh nhân phải được ghép tim lần nữa. Còn đối với chống chỉ định của ghép tim đó là thứ nhất là bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh đi kèm, ví dụ như bệnh nhân có bệnh phổi, bệnh gan hoặc là bệnh thận, và ở những cái giai đoạn nặng, giai đoạn cuối, bệnh nhân có bệnh ung thư đang tiến triển trong vòng xảy ra ung thư trong vòng 5 năm trở lại, hoặc là bệnh nhân có những cái bệnh lý về viêm nhiễm, nhiễm trùng, hoặc là những cái bệnh viêm nhiễm mãn tính, ví dụ như là HIV hoặc là viêm gan chẳng hạn, thì những cái trường hợp đó là chống chỉ định. Dạ, và với những bệnh nhân chuẩn bị tham gia vào cuộc đại phẫu cấy ghép tim thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý những gì với họ ạ? Với những bệnh nhân mà suy tim giai đoạn cuối thì thường bệnh nhân phải cần đăng ký với một cái trung tâm ghép tim để có một cái tên trong cái danh sách chờ đợi. Và bệnh nhân sẽ được làm các cái xét nghiệm theo yêu cầu của bác sĩ tim mạch và những cái xét nghiệm để chuẩn bị cho việc cấy ghép tim và mình nằm ở trong cái danh sách chờ. Và cái nữa cần lưu ý là người bệnh nên có sẵn, người ta nói là nên có sẵn một cái vali đồ để sẵn chờ, bởi vì khi mà có cái tim ghép người ta gọi là bệnh nhân phải đi tức tốc đi tới bệnh viện. Thưa quý vị, khi nói về cái ghép tim thì chúng ta cũng biết được đó là người bệnh sẽ cần phải chờ đợi một cái quả tim được hiến tặng phù hợp. Vậy thì quả tim được hiến tặng đó sẽ cần phải được cấy ghép trong khoảng thời gian bao lâu để có thể đảm bảo được cái hiệu quả của quá trình phẫu thuật ạ? Cái trái tim của người tặng sau khi mà lấy ra khỏi lồng ngực của người chết thì phải được bảo quản trong một cái môi trường đặc biệt và phải được vận chuyển nhanh đến cái trung tâm ghép tim càng sớm càng tốt. Và cái thời gian cho phép từ lúc mà lấy tim ra khỏi cái người hiến tặng đến khi mà ghép tim là không quá 4 giờ để đảm bảo cho cái việc mà ghép tim sau này cái trái tim nó hoạt động lại tốt. Dạ, và những cái dấu hiệu nào để chúng ta có thể nhận biết được là quả tim sau khi được cấy ghép đã phù hợp với cơ thể, đã hoạt động tốt, cũng như là những cái dấu hiệu nào để bệnh nhân có thể tự nhận biết được là cơ thể của mình đang thải ghép, không chấp nhận cái quả tim đó ạ? Thì bệnh nhân sau khi ghép tim, bệnh nhân phải uống cái thuốc ức chế miễn dịch, hay người ta còn gọi là uống cái thuốc chống thải ghép, là những cái thuốc đó là bệnh nhân phải uống suốt đời. Và trong cái thời gian đầu sau ghép tim thì hàng tháng bệnh nhân phải được sinh thiết cái cơ tim để phát hiện sớm cái tình trạng có thải ghép hay không. Và trên lâm sàng người bệnh cảm thấy ví dụ như là mệt, khó thở tăng lên, bệnh nhân phù, tiểu ít, thì đó là những cái dấu, hoặc là sốt, thì đó là những cái dấu hiệu sớm gợi ý là bệnh nhân có thể bị thải ghép, thì lúc đó là bệnh nhân phải tới bác sĩ để người ta kiểm tra lại cho mình. Sau khi cái cuộc phẫu thuật ghép tim nếu như thành công thì sẽ kéo dài được sự sống của người bệnh trong bao nhiêu lâu và họ có thể quay trở lại với những cái hoạt động sống bình thường hay không ạ? Sau cái phẫu thuật tim thì nó cũng tùy cái nguyên nhân và tùy cái độ tuổi của người bệnh. Tuy nhiên thì sau khi mà ghép tim thì cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân nó được cải thiện. Tuy nhiên bệnh nhân cũng không thể là trở lại giống như là một người khỏe mạnh hoàn toàn 100%. Người bệnh vẫn phải lưu ý về cái cách ăn uống, về chế độ thuốc men và những cái chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi, tập luyện thể dục hay chơi thể thao thì cũng theo cái sự chỉ dẫn của bác sĩ, chứ mình cũng không được tập mà quá sức giống như là một người bình thường. Thì theo cái thống kê của các nước thôi,
những trên thế giới, những cái nước mà người ta có ghép tim nhiều thì người ta thấy sau phẫu thuật ghép tim á, thì sau 1 năm 85% người bệnh là cái tỷ lệ là còn sống, sau 5 năm là 70%, và sau 30 năm á, thì còn khoảng 5% bệnh nhân còn sống. Và cái trường hợp ghép tim mà lâu nhất trên thế giới tới nay mà còn sống mà biết được đó là 31 năm, bệnh nhân sống được 31 năm sau ghép tim. Dạ, nhưng mà cái vấn đề quan trọng ở đây là khi chúng ta có cái khoảng thời gian để duy trì sự sống dài hơn thì y học sẽ có những cái sự phát triển hơn và chúng ta sẽ có những cái giải pháp khác nữa. À, và thưa bác sĩ, vậy thì bây giờ mình sẽ chăm sóc cho người bệnh sau phẫu thuật như thế nào để họ nhanh chóng hồi phục và có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường ạ? Sau phẫu thuật thì bệnh nhân cần thứ nhất là uống thuốc đều đặn theo chỉ dẫn của bác sĩ, thứ hai là nghỉ ngơi hợp lý, và cái thứ ba là có cái chế độ vận động phù hợp. Theo cái phục hồi chức năng tim mạch thì có bác sĩ đó, người ta sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân những cái cách tập luyện cho phù hợp để nhanh chóng hồi phục. Đặc biệt là bệnh nhân sau ghép tim là phải uống thuốc chống thải ghép, cho nên là bệnh nhân phải thứ nhất là ngoài cái chuyện uống thuốc, bệnh nhân còn phải tránh những cái nơi mà đông người, những cái chỗ môi trường viêm nhiễm, tại vì những cái cơ địa bệnh nhân mà uống thuốc ức chế miễn dịch thì rất là dễ bị nhiễm trùng. Thì khi nhiễm trùng cũng là một cái yếu tố thúc đẩy làm cho suy tim nặng lên, dễ bị thải ghép. Xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã đến với chương trình ạ. Cảm ơn Diễm Loan, cảm ơn quý vị khán giả đang xem chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt nhau quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng ngày mai cùng với một chủ đề khác để bảo vệ sức khỏe cho chúng ta. Xin chào quý vị.